Trường mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh nhé. Thì hôm nay lại tiếp tục giao lưu mai Giáng Long Bình Định cắt thế phá thế ghép cây siêu bông Gia Lai nha anh em. Thì hôm nay là mình giao lưu 5 cây kéo đồng giá giống nhau luôn nha anh em. Cây đây là cây số 1 hành thân ở điểm này khoảng tầm là 14 cm nha anh em, 14 tổng chiều cao. Tổng chiều cao khoảng tầm là từ mặt chậu lên là khoảng tầm 45 phân. Tổng chiều dài là bao nhiêu? 46. Tức là cây này có ghép 2 bo. Trên này ghép 1 bo nha anh em. Và chỗ đây ghép 1 bo. Hiện giờ thì đang đi tược 2 nha anh em. Cái màu xanh xanh đây là phun phun cây thuốc gì ta? Và mình phun thuốc thuốc bệnh nha. Rồi, mã số 1 350k bao ship nha anh em. Qua những dãy cây. Rồi, tiếp theo là cây số 2 cũng có ghép 2 bo. Cây này thì cũng Giáng Long Bình Định. Hàng Giáng Long Bình Định thì cũng đang đi tược 2 đây nha anh em. Bắt đầu chớm đi tược 2 nha. Đây. Bắt đầu chớm đi tược 2. Cây này thì nó nu sù tùm lum đây nha anh em. Rồi, mạnh. Hành thân tại điểm này là 12 nha anh em. Còn ở dưới đây thì to hơn, về anh em ưng thì cắt cái rễ đi để cho cái củ này nó bự lên. Bự lên. Đó, cây này thì có ghép 2 bo thì cũng dáng trực huyền nha anh em. Dáng trực huyền, đang sửa dáng trực huyền. Bo dài chắc phải tầm 40 nhưng mà mình cho mình ghép mình đưa dây mình uốn nó cong xuống. Tất cả đều đang đi tược 2 nhé. Rồi, mã số 2 cũng giao lưu là 350k bao ship. Rồi, tiếp theo là một cây số 3. Cây này là có dáng rồi đây nha, nhìn bắt đầu thấy có dáng sơ sơ rồi đó nha. Cây số 3 thì cũng Giáng Long Bình Định nha. Ở đâu có hành mấy cái hành thân này, nói chung là năm nay giá nó cũng rẻ nha, hành 14 nha, chứ mấy cái gốc phôi này là tầm 6 đến 7 năm rồi. Tổng chiều dài của cây mấy cái phôi này tầm 7 năm, hơn 7 năm rồi anh em. Tổng chiều dài cây khoảng tầm là 70 cm nha anh em. Tổng chiều dài cây khoảng tầm 70. Cái này có ghép tổng số là 3 bo, một bo đây và hai bo hai bên đây nha anh em. Ghép 3 bo. Bo đây thì dài được khoảng tầm trên 40. Thì mình chuẩn bị đi tược 2 nha anh em. Rồi, mã số 3 này cũng giao lưu là 350k bao ship. Và tiếp theo là mã số 4 nha anh em. Mấy cây này là mấy năm trước mua cái phôi của Bình Định Giáng Long này thì giá tiền hơi khủng khiếp này anh em. Năm nay thì mua giá nó nhẹ. Cái này mấy cái phôi này mua có 220 cây thôi nha. Bữa mua phôi. Rồi mã số 4 này làm hoành là 12 nha anh em. Quên nhầm 22. Hoành 12. Rồi đế đây nha. Đế đây nha. Rồi anh em đấy này, đế đây này. Đó. Thì cây này là đường cong lắc lượn này nha anh em. Cũng Giáng Long Bình Định có ghép 2 bo, đo tổng chiều cao thử coi. Cây này cũng đang đi bắt đầu đi tược 2 nha anh em. Bắt đầu đi tược 2, trên cái chậu này là chậu C10 nhé. Cao khoảng 42 cm, đây là bắt đầu là phát tược 2 nhé. Đây như vậy nhé. Rồi, mã số 4 này cũng 350k bao ship. Bao ship nhưng mà mình đóng khung rất là chắc chắn, anh em hay mua thì cũng biết là mình đóng khung rất là khủng nhé. Rồi, tiếp theo là mã số 5, mã số cuối cùng. Cây này thì cũng có ghép 2 bo. Bò trên thì nó mạnh hơn, nó đi lấn áp, bò dưới thì chuẩn bị mở đầu mới đi. Đây, bò trên thì nó mạnh hơn. Rồi, đau. Hoành là 14 nha anh em. Đây nha, bè đế đây. Cổ tay đây nha, bè đế nha, nhìn thấy cổ tay này. Đó. Cây này bắt đầu đi tược 2 nha. Rồi, mã số 5 là cũng là mã cuối video. Cây này cũng giao lưu là 350k bao ship toàn quốc nha anh em. Và anh em nào hợp nhãn cây nào thì ủng hộ giúp. Cảm ơn tất cả quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh.